Xin chào bạn, trong video này mình xin đính chính lại cái giờ làm của du học sinh trong cái video tax number và cái ABN. À, thì cái giờ làm mình nói là 40 giờ trong 2 tuần thì đó là thông tin chưa chính xác và mình xin đính chính lại là 48 giờ cho 2 tuần có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 và mình cảm ơn một bạn đã lên kênh youtube của mình và nhắc nhở mình cái việc mà mình nói sai đó bạn trong video mà tax file number với lại cái IBN á thì mình chủ yếu nói về cái kiến thức về Tax phone Number và cái Australian Business Number Nhưng mà thông tin chính hay thông tin phụ đều phải có tính chính xác nhỉ? Thì đây là lỗi của mình à, Và mình xin lỗi các bạn là nếu các bạn nghe video đó và có hiểu lầm à, Thì mình xin đính chính lại là 48 giờ cho à, 2 tuần ấy. Một lần nữa mình xin đính chính lại cái thông tin mà mình đưa ra chưa chính xác À, um, ở cái video task phone number và AVN number là du học sinh được làm 48 tiếng cho 2 tuần đó là luật của Bộ Di trú đưa ra có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 mình thành thật xin lỗi các bạn à, và mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình xin chào và hẹn gặp lại bye bye